Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đến với Thương mại Triệu Đô Jennifer Trần. Hôm nay Jennifer rất là vui và muốn giới thiệu với mọi người một bộ tứ nhí tứ xí của mình đây. Người đầu tiên xin giới thiệu đó là Rosa Đoàn, and Cindy Hòa, and xin chào tất cả mọi người. Bộ tứ nhí tứ xí đang trên đường đi đến một trung tâm giải trí. Ở đó có các thầy cô giáo và các bạn học cũng đang ở đó để chờ tứ nhí tứ xí đây. Và trung tâm giải trí đó tên gì các con? Jumping World. Jumping World, let's go. Ta tới nơi rồi các con ơi. Mình còn thích nè.
chào tứ cô nương. Chào tứ cô nương. It's awesome.
Chào đại biểu. Trời ơi đại biểu. Tứ nhí nha, một ngày đi chơi vui vẻ ha. Dạ có. Tôi chào mọi người không con? Xin chào mọi người. Con là ai vậy? Con là Rosa Đoàn. Em Cindy Hoàng. Em David Hoàng. David Hoàng. Ok, chào các con, cảm ơn các con đã hợp tác với thương mại triệu đô trên Ocean vui vẻ nha. Xin chào, bye bye, hẹn gặp lại.